Ukraine thảm bại, bị Nga phản đòn, gài bẫy mìn, hơn 300 quân nhân. Tử. 20 xe tăng, bị hủy diệt. Ngày 21 tháng 6, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất gần 400 binh sĩ và hơn 30 xe tăng, trong đó có 3 xe tăng Leopard. Trong một cuộc tấn công ban đêm ở hướng Zaporizhia, chỉ huy nhóm lực lượng vũ trang Nga ở hướng Zaporizhia, Đại tướng Alexander Romanchuk cho biết. Ông nói, cuộc tấn công của kẻ thù đã được chuẩn bị bằng hỏa lực mạnh mẽ, Kẻ thù đã thực hiện các cuộc không kích và tên lửa đã tấn công vào vị trí của quân đội chúng tôi. Theo Roman Chuk, lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động cuộc tấn công lúc 2 giờ sáng. Quân đội Ukraine chịu tổn thất nghiêm trọng đầu tiên khi tiến vào bãi mìn. Đại tá Alexander Roman Chuk nói, Kẻ địch chịu tổn thất nghiêm trọng đầu tiên khi vượt qua các bãi mìn. Khi tiếp cận được các bãi mìn, 4 xe tăng địch đã bị nổ tung. Sau đó các tổ lái hệ thống tên lửa chống tăng của các đơn vị lực lượng đặc biệt các đơn vị vũ trang phối hợp đi đầu đã tham gia vào cuộc giao tranh hỏa lực của kẻ thù. Kẻ thù buộc phải dừng lại và chịu tổn thất, từ chối vượt qua các bãi mìn. Tổng cộng do cuộc không kích và pháo binh của Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới hơn 300 binh sĩ, hơn 20 xe tăng và hơn 10 xe chiến đấu bộ binh. Bộ Quốc phòng Nga cho thấy việc phá hủy các xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng Zaporizhye. Đoạn video được đăng trên kênh Telegram của Bộ. Đoạn phim cho thấy một đoàn xe bọc thép Ukraine, bao gồm cả xe tăng Leopard 2 của Đức, khói bốc ra từ tháp pháo của một trong số chúng. Chiếc xe tăng đang bốc cháy. Các xe tăng Leopard khác dường như cũng bị bất động. Ông Romanchuk cho biết thêm, các đơn vị tác chiến điện tử đã ngăn chặn hệ thống liên lạc của kẻ thù cũng như các kênh điều khiển máy bay không người lái. Các xạ thủ phòng không đã bắn hạ 11 máy bay không người lái theo hướng Zaporizhia. Điểm quyết chiến nóng bỏng nhất ngay lúc này là Orehovo nơi quân đội Ukraine tập trung lực lượng tới 4 hoặc 5 lữ đoàn đang ra sức công phá tuyến phòng thủ của Nga. Giới phân tích tin rằng khả năng cao là quân đội Ukraine sẽ tung các lực lượng dự bị chiến lược vừa điều động từ tuyến 2 vào tham chiến, có thể xảy ra trong 72 giờ tới, và hướng tấn công chính sẽ là Orehovo, Tokmak, Melitopol. Quân đội Ukraine ngày 21 tháng 6 tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc phản công theo nhiều hướng trên mặt trận phía Nam, Ukraine nói rằng các lực lượng của Nga đang chịu tổn thất nặng nề ở mặt trận miền Nam cũng như ở miền Đông. Trung tâm truyền thông chiến lược của chính phủ Ukraine cho biết, mục tiêu chiến lược của quân đội Ukraine là giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ bị kiểm soát. Đồng thời thành công ở mặt trận không được chỉ đo bằng việc tiến công mà còn bằng việc gây tổn thất tối đa cho đối phương và làm suy yếu hệ thống phòng thủ của họ ở phía sau. Phía Ukraine cho rằng các lực lượng Nga đang bị tiêu hao binh sĩ và thiết bị trong trận chiến dọc theo chiến tuyến. So sánh thương vong của Nga với thương vong của nước này phải chịu đựng trong cuộc chiến kéo dài hàng tháng ở Bắc Mút, nơi từng diễn ra các trận chiến khốc liệt nhất ở miền đông Ukraine. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia ngày hôm qua tuyên bố, quân đội nước này tiếp tục tiến công theo nhiều hướng. Trong khi đó, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov nhấn mạnh, một trong những ưu tiên chính của Ukraine hiện nay là làm cạn kiệt và phá hủy hệ thống pháo binh và vũ khí của Nga. Ông Danilov nói, việc phá hủy các trạm kiểm soát, kho đạn, nhiên liệu, thực phẩm, tuyến đường tiếp viện của Nga, những nhiệm vụ này đang được quân phòng thủ Ukraine thực hiện một cách xuất sắc. Số lượng thiết bị quân sự của Nga bị phá hủy cao nhất kể từ đầu cuộc chiến. Cường kích Su-25SM của Nga phóng loạt tên lửa phá hủy vũ khí Ukraine Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 6 công bố video cho thấy cường kích Su-25SM của nước này phóng tên lửa phá hủy vũ khí và bắn hạ các binh sĩ Ukraine ở hướng Krasny với tốc độ khoảng 900 km h Các phi công của Nga đã sử dụng tên lửa không điều khiển có sức công phá mạnh để bắn hạ binh sĩ, vũ khí và phương tiện bọc thép hạng nhẹ của đối phương. Để đảm bảo hiệu quả, các máy bay Su-25 thường tấn công theo cặp. Điều này rất quan trọng Nhằm ứng phó nguy cơ đối phương sử dụng các phương tiện tác chiến điện tử để gây nhiễu hoặc đánh lạc hướng, khiến phi công không thể tối ưu hóa hệ thống định vị. Su-25SM là một trong những máy bay tấn công mặt đất uy lực nhất của không quân Nga và là biến thể hiện đại hóa mạnh mẽ nhất của Su-25. Với hàng loạt những cải tiến, nhất là trong việc nâng cấp lại hệ thống trang thiết bị điện tử. Điểm nâng cấp quan trọng nhất đối với Su-25SM là mở rộng kho vũ khí với hàng loạt vũ khí mới giúp nó có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau. Đại tướng Shoigu cảnh báo sắc lệnh Ukraine về hậu quả nếu tấn công Crimea. Bộ trưởng Quốc phòng Nga sẽ gây Shoigu đe dọa sẽ thực hiện các cuộc tấn công vào các trung tâm ra quyết định ở Ukraine nếu lực lượng vũ trang nước này tấn công vào bán đảo Crimea, dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin. Đại tướng Shoigu cho biết trong cuộc họp của các chỉ huy quân sự Nga ngày 21 tháng 6. Theo thông tin của chúng tôi, lãnh đạo các lực lượng vũ trang Ukraine đang có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga, bao gồm Crimea, sử dụng tên lửa HIMARS và Storm Shadow. Ông Shoigu tuyên bố rằng bán đảo Crimea do Nga sắp nhập năm 2014 nằm ngoài khu vực chiến đấu, vì vậy giới lãnh đạo quân đội Nga sẽ coi các cuộc tấn công có thể xảy ra ở Crimea là có sự tham gia của Mỹ và Vương quốc Anh và sẽ đánh trả vào các trung tâm ra quyết định ở Ukraine. Đại tướng Shoigu cũng thống kê rằng, kể từ ngày mùng 4 tháng 6, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện 263 cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Nga. Ông Shoigu lưu ý rằng, chế độ Kiev đang tiếp tục nỗ lực tiến hành các cuộc tấn công ở phía nam Donetsk và ở các khu vực Zaporizhia và Donetsk, với sự tham gia của các đơn vị tinh nhuệ do NATO huấn luyện cũng như một số lượng lớn vũ khí do phương Tây cung cấp. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói, Kể từ ngày mùng 4 tháng 6, quân đội Ukraine đã tiến hành 263 cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Nga. Nhờ các hành động can đảm, quên mình của các đơn vị của chúng tôi, tất cả các cuộc tấn công đều bị đẩy lùi và đối phương đã không đạt được mục tiêu của họ. Ukraine dựng cầu phao giã chiến đe dọa phòng tuyến ven sông của Nga Trang AviaPro ngày 21 tháng 6 đưa tin quân đội Ukraine đã điều động một lực lượng lớn về khu vực khu định cư Kosunka ở hữu ngạn sông Dnieper. Đây được xem là động thái chuẩn bị của Kiev nhằm tấn công vào tuyến phòng thủ của Nga tại tả ngạn của con sông này. Theo các nguồn tin quân sự, lực lượng Ukraine tại hữu ngạn sông Dnieper đang liên tục tiến hành các hoạt động do thám bằng máy bay không người lái và tác chiến điện tử nhằm vào khu vực phòng tuyến của Nga. Bên cạnh đó, pháo binh Ukraine cũng đang hoạt động rất tích cực tại khu vực này trong những ngày qua. Quân đội Nga khẳng định các hoạt động trên của Ukraine không ảnh hưởng đến thế trận phòng thủ của lực lượng này trong khu vực. Moscow cũng cáo buộc Ukraine đã dựng các chốt vượt sông bằng cầu phao giã chiến nhằm nhanh chóng đổ bộ sang tuyến phòng thủ của Nga. Sự xuất hiện của các cầu phao này sẽ gây ra một mối đe dọa nhất định với lực lượng Nga. Tuy nhiên, các chỉ huy quân đội Nga khẳng định tình hình hiện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Ngoài ra, theo phía Nga, điều kiện thời tiết trong khu vực những ngày gần đây là không thuận lợi cho hoạt động tấn công đổ bộ. Các bãi mìn ven sông của Nga cũng đang là một trở ngại lớn với kế hoạch tác chiến của quân đội Ukraine. Theo Avia Pro, những yếu tố trên có thể giúp phòng tuyến của quân đội Nga tại ven sông Dnieper duy trì sự ổn định, bất chấp sức ép từ Ukraine trong thời gian tới. Trước đó, sau quyết định rút lui khỏi Kherson để bảo toàn lực lượng hồi tháng 11 năm 2022, quân đội Nga đã khẩn trương xây dựng tuyến phòng thủ tại khu vực tả ngạn sông Dnieper với sự tham gia của nhiều đơn vị lính dù và vệ binh quốc gia tình nhuệ. Phòng tuyến này là chốt chặn đầu tiên của Nga nhằm ngăn quân đội của Tổng thống Volodymyr Zelensky tiến sâu hơn xuống khu vực bán đảo Crimea ở miền nam Ukraine. Để bảo vệ phòng tuyến tả ngạn sông Dnieper, trước các đợt đột kích của Ukraine, quân đội Nga đã liên tục tiến hành những đợt tấn công phủ đầu nhằm vào các cơ sở hậu cần của Kiev tại Kherson. Trước đó, các máy bay chiến đấu Nga đã ném một loạt bom xuyên bê tông FAB-500 vào điểm tập trung quân và trang thiết bị quân sự của Kiev đặt tại khu vực nhà máy Berislav gần thành phố Nova Kakhovka ở Kherson. Theo Avia Pro, vụ tấn công trên đã san phẳng cứ điểm của Kiev, gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine, đồng thời làm gián đoạn quá trình sửa chữa vũ khí và cung cấp hậu cần của lực lượng này tại khu vực ly khai Kherson. Những nguồn tin trong khu vực tiết lộ bên cạnh là một cứ điểm hậu cần quan trọng tại Kherson, căn cứ đặt bên trong nhà máy Berislav, còn là điểm xuất phát của các nhóm thám báo và biệt kích Ukraine trong nhiệm vụ tấn công phòng tuyến tả ngạn sông Dnieper của Nga. Tổng tư lệnh Ukraine bị đồn, bị thương nặng, bất ngờ xuất hiện với chi tiết lạ, gây sốc. Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny, người đồng thời được mệnh danh là tướng sắt của Ukraine, đã bất ngờ xuất hiện trở lại trong một video mới nhất công bố ngày 21 tháng 6. Điều đặc biệt gây tò mò cho nhiều người xem video là hình ảnh một miếng dán Baby Joda bất thường được dính trên áo quân phục của ông mà không rõ mục đích là gì. Các miếng vá quân phục có đủ loại hình dạng và kích cỡ và có thể mang nhiều ý nghĩa, nhưng nó vẫn còn là một điều bí ẩn vào lúc này. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố một video cho thấy tướng Zaluzhny đeo một hình dán Baby Yoda ở giữa quân phục khi ông thảo luận chi tiết về cuộc chiến với các quan chức hàng đầu khác. Đoạn video mới có cảnh tướng Zaluzhny lướt qua thông tin bị làm mờ và bên cạnh ông là các quan chức Ukraine khác cũng bị làm mờ khuôn mặt. Đồng hồ trên tường tại một thời điểm trong video cho biết rằng cảnh quay là từ thứ Bảy ngày 17 tháng 6. Bộ Tổng tham mưu Ukraine trích lời tướng Zaluzhny cho biết trên Twitter. Cùng với Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Serhiy Saptala đã tiến hành công việc trong các nhóm quân thực hiện các nhiệm vụ khó khăn nhất ở những khu vực đang diễn ra các trận chiến khốc liệt nhất. Ông Jalushny nói, kẻ thù đang cố gắng ngăn chặn bước tiến của các đơn vị của chúng tôi. Họ đã triển khai một hệ thống công sự với việc khai thác địa hình dày đặc và một số lượng lớn quân dự trữ. Bất chấp sự kháng cự dữ dội của quân Nga, các binh sĩ của chúng tôi đang làm mọi cách có thể để giải phóng quân đội Ukraine. Chiến dịch vẫn tiếp tục như kế hoạch, nhờ tất cả những người mang chiến thắng đến gần hơn. Không rõ tại sao tướng Zaluzhny lại bày tỏ sự ưu ái đối với Baby Yoda, một nhân vật được người hâm mộ yêu thích trong loạt phim ăn theo chiến tranh giữa các vì sao của The Disney, The Mandalorian, tên thật là Grogu, trên bộ đồng phục của ông. Nhưng video của quân đội làm về ông như vậy ngay lập tức gây tò mò đồn đoán trên phương tiện truyền thông xã hội. Ngoài việc khơi dậy sự tò mò, video còn dập tắt những tin đồn trước đó rằng ông Jaluzny đã bị giết tại một thời điểm nào đó trong cuộc giao tranh ở vùng Kherson vào tháng trước. Kể từ đó, với việc ông Jaluzny vẫn chỉ đạo các hoạt động, các lực lượng Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công được mong đợi từ trước và đã giành được những phần lãnh thổ nhỏ ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một bài phát biểu trước công chúng trong tuần này đã nhấn mạnh: "Chúng tôi không có vị trí nào bị mất, chỉ có những vị trí được giải phóng, họ chỉ có tổn thất." Ukraine, Hungary tranh cãi nảy lửa về vấn đề tù binh. Ukraine cáo buộc Hungary ngăn họ tiếp xúc lãnh sự với nhóm tù binh được Nga chuyển giao, trong khi Budapest bác bỏ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko nói hôm 19 tháng 6. Các nhà ngoại giao Ukraine gần đây nỗ lực liên lạc với công dân ở Hungary, nhưng đều thất bại. Theo thông tin từ người thân của các tù binh, những đảm bảo của chính quyền Hungary về sự tự do của họ là không đúng sự thật. Hungary hôm 9 tháng 6 thông báo tiếp nhận 11 tù binh Ukraine từ Nga. Giáo hội chính thống giáo Nga thông báo nhóm tù binh này đều là những người đến từ vùng Transcarpathia, khu vực có đông người thiểu số gốc Hungary sinh sống ở miền Tây Ukraine. Giáo hội chính thống giáo Nga cho biết đã nỗ lực để nhóm tù binh này được đưa tới Hungary. Ukraine khi đó hoan nghênh động thái trên nhưng bày tỏ lo ngại khi họ không được thông báo. Nikolenko cho hay kể từ đó đến nay người thân của 11 tù binh chỉ được liên lạc với họ khi có sự giám sát trong khi nhân viên sứ quán Ukraine không được tiếp xúc lãnh sự với nhóm. Ông nói, về cơ bản, đang bị cô lập, cáo buộc Hungary phớt lờ những nỗ lực đối thoại của Ukraine. Đáp lại, Gergely Gulias, tránh văn phòng của Thủ tướng Viktor Orbán hôm 19 tháng 6 cho biết, nhóm tù binh Ukraine tới Hungary theo nguyện vọng của họ và Kiev đã được thông báo về điều này. Ông Gulias khẳng định, họ có thể tự do rời khỏi Hungary bất cứ lúc nào họ muốn, chúng tôi không kiểm tra hay giám sát họ. Quan chức Hungary phụ trách truyền thông quốc tế Jotan Konvac cùng ngày cho biết, các tù binh Ukraine hầu hết mang quốc tịch Hungary và những người còn lại cũng được cấp quy chế tị nạn tại nước này. Tranh cãi liên quan đến nhóm tù binh xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ukraine và Hungary ngày càng trở nên căng thẳng. Hungary là thành viên NATO và EU, song từ chối hỗ trợ vũ khí hoặc thiết bị quân sự cho Ukraine. Hungary cũng nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga cũng như tranh cãi với các nước thành viên EU về hỗ trợ Ukraine. Thủ tướng Oban, nhậm chức năm 2010, được đánh giá là lãnh đạo ủng hộ Nga nhất trong số 27 quốc gia thành viên EU. Ông Oban từng tuyên bố Hungary sẽ duy trì quan hệ kinh tế với Nga, nhận định Moscow không phải là mối đe dọa an ninh đối với Budapest. Đặc nhiệm Ukraine đánh thẳng vào chiến hào quân Nga, trận giao tranh cận chiến ác liệt diễn ra. Theo The Drive, một đội lính đặc nhiệm thuộc Trung tâm Hoạt động Đặc biệt Hải quân Ukraine NSOC đã tấn công một chiến hào của quân Nga ở mặt trận phía Nam trong cuộc phản công lớn đang diễn ra ở Ukraine. Video về hoạt động tác chiến này đã được NSOC đăng tải. Đoạn video cho thấy cảnh giao tranh cận chiến tàn khốc giống như những gì từng diễn ra trong các chiến hào của Pháp trong Thế chiến thứ nhất. Video được mô tả làm giống chiến trường vào năm 1917 hơn là chiến trường hiện đại. Trong đoạn video dài 1 phút 57 giây này, các đặc nhiệm Ukraine gần tương đương với lực lượng siêu của Hải quân Mỹ tiến vào chiến hào và tiêu diệt từng binh sĩ Nga khi họ luồn lách qua mê cung chật hẹp bên mặt đất. Đoạn video do một trong những người lính quay bằng camera gắn trên mũ bảo hiểm bắt đầu với cảnh đội NSOC số 73 tiếp cận chiến hào phức hợp được đào sâu của quân đội Nga và nổ súng khi rẽ trái ở lối vào. Khi cả đội tiếp tục đi một đoạn ngắn xuống chiến hào, một người lính Nga xuất hiện từ một góc và ngay lập tức bị tiêu diệt. Sau đó, thêm hai binh sĩ Nga tiếp cận đặc nhiệm Ukraine từ một phần chiến hào khác cũng nhanh chóng bị bắn hạ. Khoảng 10 giây sau, người ta thấy một người Ukraine ném lựu đạn vào mạng lưới chiến hào. Khoảng 10 giây sau đó, một quả lựu đạn khác được ném ra. Trong một bài đăng trên kênh Telegram hôm thứ Hai, lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine SSO tuyên bố lính đặc nhiệm Ukraine đã tiến vào chiến hào từ phía sau, gây bất ngờ cho quân Nga và tiêu diệt 10 lính Nga. Tuyên bố của SSO cho biết, ở phía Nam, trong khi thực hiện nhiệm vụ, đội lính đặc nhiệm của NSOC đã tiến vào hậu phương của đối phương. Một số binh sĩ đối phương đã cố gắng chống cự, nhưng vô ích. Đoạn video được cho là đã nhấn mạnh bản chất hỗn loạn và tàn bạo của chiến tranh, nỗi kinh hoàng ngột ngạt khi chiến đấu trong chiến hào và cái chết cận kề bất ngờ. Tập đoàn Wagner bất ngờ tuyển dụng các game thủ Nga để điều khiển máy bay không người lái tấn công ở Ukraine. Công ty quân sự tư nhân do nhà tài phiệt Jevgeny Prigozhin đứng đầu đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc chiến ở Ukraine khi họ đi đầu trong nỗ lực chiếm Bắc Mút ở tỉnh Donetsk. Để bổ sung cho sự tổn thất đó, ông chủ tập đoàn Wagner đang thực hiện một cách tiếp cận rộng rãi để đánh giá kỹ năng của các ứng viên tương lai. Vào thứ hai, một quảng cáo được đăng trên mạng xã hội Concate và được hãng tin độc lập Vosca đưa tin đã kêu gọi các chuyên gia quản lý phương tiện bay không người lái UAV hoặc máy bay không người lái. Người được tuyển dụng cần có độ tuổi từ 21 đến 35, có thể lực tốt và sử dụng thành thạo máy tính. Điểm cộng bổ sung là những người có kinh nghiệm với trình giả lập sử dụng cần điều khiển, cũng như những game thủ ngồi thẳng hàng giờ để cày game. Wagner đang tìm kiếm những người có mong muốn học các chuyên ngành mới và làm việc trên khắp thế giới. Theo Voska, quảng cáo nói rằng việc tham gia vào hoạt động quân sự đặc biệt là không bắt buộc. Hãng tin này đã đóng giả một ứng viên và sau khi liên hệ với nhà tuyển dụng, họ được hỏi những câu hỏi tiêu chuẩn về tuổi tác, tiền án và bệnh tật cũng như loại thiết bị mà anh ta muốn làm việc. Ứng viên giả được cho biết rằng có hai loại UAV, máy bay trực thăng và những thứ nghiêm trọng hơn. Người này cũng được hỏi liệu anh ta thích làm việc ở Ukraine hay ở châu Phi, nơi Wagner cũng có mặt. Nhà tuyển dụng cũng cho biết, không có vấn đề gì khi ứng viên giả mạo, không có bất kỳ kinh nghiệm quân sự nào. Wagner đã tuyển dụng các tù nhân từ các nhà tù trong một thỏa thuận, trong đó những người bị kết án được đưa ra triển vọng, được ân xá để đổi lấy việc ký hợp đồng 6 tháng. Prigozhin đã thông báo vào tháng 1 rằng ông sẽ ngừng tuyển mộ tù nhân nhưng việc tuyển mộ từ các nhà tù thì vẫn đang được Bộ Quốc phòng Nga tiến hành, nơi đang đề nghị ân xá để đổi lấy nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, một báo cáo khác của Verska được công bố vào thứ Hai nói rằng một số người phục vụ trong đơn vị Stormz của MOD đã phạm tội bạo lực. Vào tháng 5, các phương tiện truyền thông ủng hộ Điện Kremlin đưa tin từ khu vực bị chiếm đóng thuộc vùng Zaporizhia của Ukraine đã đến thăm các vị trí của Trung đoàn Súng trường Cơ giới cận vệ 71 của Nga và phát hiện ra rằng các vị trí tiền phương đã bị chiếm giữ bởi những người từng bị kết án đang phục vụ trong đơn vị Stormz. Các tân binh của Wagner và những người có đội hình tình nguyện khác phải ký hợp đồng với MOD Nga trước ngày 1 tháng 7. Prigozhin đã thách thức điều này bằng cách đưa ra hợp đồng soạn thảo của riêng mình mà các quan chức quốc phòng Anh cho biết trong một bản cập nhật ngày 20 tháng 6 rằng đó là một sự nỗ lực có chủ ý nhằm tranh giành ảnh hưởng với MOD.